Ngày 24 tháng 3, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các đề án của Bộ Công an, quán triệt một số chủ trương quy định của Bộ Công an về công tác bảo hiểm xã hội công an nhân dân, công tác tổ chức cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu trưởng công an các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đảng viên, nắm vững nội dung các văn bản quy định của Bộ Công an về công tác bảo hiểm xã hội công an nhân dân, từ đó tổ chức thực hiện tốt các quy định có liên quan tại đơn vị mình. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố phải xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có tính chất then chốt trong sự phát triển nguồn nhân lực của Công an tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.